bị rắn dài 6 mét bò qua chân, người đàn ông hoảng hốt tháo chạy. Theo đoạn clip, một người đàn ông đang đứng cho đồ vào máy giặt thì bất ngờ một con rắn dài 6 mét bò tới. Sau khi phát hiện thấy con rắn đang trườn trên sàn bê tông, người đàn ông tỏ ra hoảng hốt, lập tức nhảy ra xa và bỏ chạy. Con rắn sau đó trốn bên dưới một chiếc máy giặt. Chủ căn hộ cho biết tôi đang ngồi ở quầy thì một trong những người thuê nhà chạy đến. Sau đó anh ấy nói với tôi rằng có một con rắn đã bò qua chân anh ấy. Chúng tôi đã gọi cho lực lượng cứu hộ và kiểm tra camera an ninh để tìm xem nó ở đâu. Một nhóm chuyên bắt rắn đã đến kiểm tra bên dưới máy giặt và dùng lưỡi câu bắt con rắn ra ngoài. Được biết loài bò sát này là một con rắn chuột không độc. Nhóm cứu hộ sau đó đã thả con rắn về tự nhiên. Sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 9 tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.